Hello, xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video đó chính là nằm diều 2m các bạn nhá. Mình làm diều bằng cáp quang các bạn ạ. À, cáp quang này, cáp quang loại xịn, nói chung là khá là dẻo luôn. Bây giờ thì mình sẽ thao tác buộc các bạn nhá. Đấy, đầu tiên là chúng ta chuẩn bị một cái thân cái, đây là khung che cái nhá. Khung che cái để buộc và mình sẽ làm hai khung như thế này. Đây nha các bạn nhá. Mình làm khung cái 2m thì cảm giác thì nó hơi bé một tí, nhưng mà cho đúng cái khung của nó các bạn ạ. Nhìn đúng sáng. Giờ mình bắt đầu mình sẽ chia đôi cái cáp quang này ra. Hiện tại bên mình là có bán khá là nhiều dây diều và khung diều mọi người nhá. Mình bán cả sáo diều luôn, nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình để mua các bạn nhé. Số Zalo của mình thì mình sẽ để ở trên này, các bạn có thể nhấn vào để mua các bạn nhé. Giờ mình sẽ đo mỗi bên 1m các bạn. Đây là một cuộn thước đo để mình có thể đo kích thước liều như thế nào ấy. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm diều cáp quang 2m các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ so sánh như thế này cho mình. Hai phần cong này các bạn nhé. Hai phần cong này thì diều sẽ buộc theo như thế này. Mình sẽ uốn cái phần cong đằng sau các bạn nhé. Phần cong này mình sẽ uốn đằng sau. Giờ mình sẽ thao tác buộc nhé. Trước tiên là các bạn kiểm tra cho mình một đoạn giữa này. Một đoạn giữa thì cân khung hai cái này chắc chắn là sẽ bằng nhau các bạn. Ok các bạn nhé, bằng nhau khét luôn. Không có bên nào nó nặng hơn đâu. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác buộc luôn. Đầu tiên mình sẽ dùng một con chỉ cắt hai đoạn dây bằng nhau để buộc các bạn nhé. Mình bán cái loại dây này thả diều cực kỳ bền luôn, nên là các bạn yên tâm sử dụng nhé. Mình bán cuộn dây này khá rẻ nên các bạn có thể nhấn vào Zalo của mình để có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Đây các bạn uốn cái phần cong rồi nhé. Đây là cái thân cái, các bạn uốn phần cong, các bạn cho cái phần cong đằng sau. Uốn cái phần cong về đằng sau này để cho thành một cái dáng liều nó dễ hơn. Cáp quang có hai loại, một là loại để trên làm lồng chim, mà cái loại nó khá là giòn đi, còn loại của mình là loại dẻo các bạn. Bây giờ thì mình sẽ kiếm cái phần giữa để mình buộc nhé. Bây giờ mình sẽ buộc vào đây. Thao tác buộc hai bên bằng nhau để cho khung diều nó chắc hơn các bạn nhé. Chỗ phần thừa này mình sẽ cắt bỏ đi các bạn ạ. Sau khi buộc xong thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc khung mình đã buộc xong rồi nhá. Rồi còn cái phần cong thì mình sẽ uốn đằng sau như thế này. Đây cái phần cong thì mình sẽ làm theo uốn phần này. Còn nếu mà các bạn buộc chắc thì các bạn không cần cho keo. Như mình buộc chắc rồi thì mình không cần cho keo các bạn nhá. Nếu mà các bạn cần thiết thì các bạn có thể cho thêm keo 52 vào đây để cho nó chắc và cứng hơn. Một nọ keo 52, keo con voi sẽ cho vào đây một ít các bạn nhé. Hết mẹ đấy các bạn ạ.
Giờ mình sẽ lấy thanh tiếp theo để buộc nha. Các bạn ơi, sau khi mình buộc xong thì các bạn có thể thấy là khung của nó đang khá thẳng các bạn nhé. Nó hơi cong cong một tí thì mình sẽ uốn làm sao để cho nó thẳng lại. Đây, nó như này các bạn nhé. Giờ mình sẽ thao tác buộc hai khung cạnh. Hiện tại video hướng dẫn này thì mình chỉ làm một cái con diều, gọi là diều truyền thống các bạn nhé. Diều truyền thống là gần như là không có đuôi. Mình chỉ cần buộc vào là nên dáng đều rồi. Mình sẽ kiếm hai đoạn dây để buộc hai bên. Đầu tiên mình sẽ buộc như thế này. Các bạn làm sao để cho nó hai cái khung nó đan chéo thành chữ X. Giờ mình sẽ cuốn nhá. Đấy bạn ơi, sau khi mình buộc một bên này, đó, một bên của nó sẽ được như này. Tí mình gò cong vào như này nữa làm nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Mình buộc bên tiếp theo. Đó, sau khi mà mình buộc xong các bạn thấy không? Dáng cực kỳ cân luôn. Nếu mà để làm đuôi thì mình sẽ làm đuôi cá, đuôi cá, đuôi bẹn các bạn nhé, bẹn cá. Thẳng tưng luôn. Giờ mình sẽ thao tác uốn gò cong. Gò từ bên này sang bên kia các bạn nhé. Đó. Giờ mình sẽ đo như này các bạn này. Đây nha, các bạn đo như này cho mình. Đo từ trên này dưới này, nếu mà chia làm sao để cho hai bên này bằng nhau là được.
Nó như này được các bạn nhé. Mình sẽ cầm dao mình sẽ cứa một phần ở như này. Mình ở xung quanh đây mình không có dao, mình để trong nhà cơ. Mình sẽ dùng kéo mình khứa qua một ít để làm một cái chỗ dây để buộc cho nó chắc hơn. Đấy, thì các bạn sẽ thao tác buộc cái này cho mình nhé. Đó, sau đó các bạn sẽ gò cong này. Gò cong khung lại. Cái khung gấp quang này nó rất dễ. Ống nó đằng sau cũng như ống nó đằng trước thì mình sẽ uốn gò cong ra các bạn nhé. Gò cong ra đằng sau để cho nó đỡ cái trường hợp mà nó uốn về đằng trước ấy. Đó, mình sẽ uốn cong như thế này. Đó, như thế này là một dáng liều các bạn nhé. Giờ mình sẽ thao tác uốn. Mình sẽ uốn bên còn lại các bạn nhé. Gò hai bên còn lại thì thao tác để gò hai bên còn lại thì mình sẽ uốn như thế này. Đầu tiên là gò từ đây các bạn nhé. À, anh em mình có chơi các bạn ạ. Anh bán cho khách mà. Làm cái diều này mình suốt làm suốt từ sáng giờ. Tầm nãy giờ anh làm suốt từ sáng giờ khoảng 10 phút rồi. Đây bạn ơi, cuối cùng mình đã làm xong nhá. Nay có thằng quý em vào chơi thì nhìn thấy đẹp không? Tài năng làm diều của anh hơi đẳng cấp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hai khung gò nhằng bằng nhau tạo ra một cái độ cong. Đây là cái phần này là hơi cong quá nhưng mà cảm giác cong người thả cho nó dễ các bạn nhé. Tí mình sẽ làm cái đuôi sau đó. Ok, đây là hoàn thành một cái khung diều truyền thống. Nếu mà các bạn không thích làm đuôi thì chắc chắn là anh thích làm đuôi thôi, bởi vì làm đuôi nó dễ nên hơn thì các bạn nên làm một cái đuôi nhé. Đấy, đây là mình làm hướng dẫn cho các bạn này, cái cách làm diều từ gấp quang. Đây là khung gấp quang 2m thì nó khá là yếu. Nếu mà các bạn muốn độ vai thì các bạn có thể gò khung như thế này. Độ từ đây đến đây nhá. Từ đây cho đến đây để cho nó vai nó cứng hơn, thả diều nó sẽ được lên cao hơn. Làm yếu yếu vậy thì bay nó cũng khá là kéo khá là nhẹ luôn các bạn. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Đấy, bạn thấy đẹp không? Đẹp. Đấy, chụp cho anh kiểu ảnh này. Feedback vừa rồi làm diều đẹp nhất Việt Nam luôn. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Đấy. Ok, thì có nay là mình sẽ làm luôn một cái đuôi các bạn nhá. Giờ mình sẽ làm một cái đuôi. Các bạn chơi nhá. Con diều này đẹp đấy anh ơi. Nó về đâu ơi? Diều này của anh nó về đâu ơi? Diều anh đi thi cấp tỉnh ấy, diều này trước thì anh đua gió 50 bình thường mà. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Thì giờ mình sẽ làm đuôi mẹ cá các bạn nhé. Đây là để làm cái đuôi này, thanh này khá là to. Làm đuôi bạn mẹ cá thì cực kỳ đẹp luôn. Giờ này. Làm sao đấy? Vai anh à? Chịu mày đấy. Vai cả giờ mày làm thế này. Cái gì đó em vừa cầm vào anh bảo em anh nói kiểu anh nói to ấy. Chịu mày đấy, vai. Các bạn ơi. Mẹ thề làm mãi được con diều này giờ bẻ gãy đâu vậy. Anh nhỏ keo hết đây rồi giờ tháo là nó khó. Mà lại còn khâu nữa cơ. Con diều này con diều khâu, không phải con diều dán keo đâu. Thôi giờ gãy rồi thì thôi anh. Chịu mày đấy. Diều của anh làm mãi được con diều. Này giờ mày làm gãy về anh chịu mày đấy. Thể làm mãi được con diều này. Anh làm chăm con còn được. Giờ anh làm cũng mất cái giấy anh. Nhưng mà con này anh làm nâu mày hiểu không. Giờ vót con này nâu với cả. Giờ mà tháo không ra làm lại. Đổ mẹ keo rồi. Giờ nó cứng. Khó chịu vậy. Thực vậy anh. Mày còn đúng hút thuốc lá nữa. Bỏ thuốc lá cho khác anh không thích. Bây giờ anh thích làm sao? Mày làm lại cho anh đi. Giờ anh em chịu phải... anh ngày anh là chăm con được em. Chị em cũng biết làm. Giờ chịu mày đấy. Nhưng mà giờ làm nó khó.
Có cái gì mà anh cần nhằn với em nhỉ? Mày thái độ gì đấy? Bỏ thuốc lá cho khác. Em không thích đâu. Có làm gì? Sao anh cọc cằn với em thế nhỉ? Nhưng mà con diều này đang nằm đâu, mày hiểu không? Mẹ. Bây giờ anh kiểm sao? Không bỏ ra mày sao đấy? Anh cũng... Mình nào đây? Rồi anh nhận tao. Ôi. Ờ, vô rồi vậy. Mình nào? Ờ, anh ạ. Mình nào? Mình nào? Mình chụp ngành cái ốp bài ấy. Chuyện của anh với em chưa xong đâu. Sao? Thích đánh nhau đúng không? Lượn. Đến chơi, chơi. Đến chơi, đến chơi, đến chơi, đến chơi, đến chơi, thôi về. Đến chơi đi, cầm gạch ốp mình thôi anh em ạ. Mình cứ tưởng có xong nó cầm đùa cơ. Nó cầm gạch nó định ốp thật anh em ạ. Vào đây ăn vụt luôn các bạn. Thì mình cũng có quen một người em ấy. Đây là người em này trước kiểu như là nằm cùng mình. Nhưng mà trước nó cũng thái độ với mình nhiều lắm các bạn. Nhưng mà từ khi mà anh em mình nghỉ thì nó cũng mới nghỉ ở cái chỗ mà trước mình làm ấy. Thế là giờ nó lên vào nó xích mích với mình. Chẳng hiểu tại sao mẹ tự nguyên lại ngang nhiên bẻ gãy diều mình cơ bạn. Tính mình hiền thì mình không nói gì đâu. Nhưng mà đến chơi cái thứ thì có ý thức một tí, mẹ đứng xong bẻ gãy diều. Thế cái này còn xích mích cầm gạch, mình cứ tưởng vừa xong nó trêu mình thôi nhưng mà nó cầm gạch nó ốp mình thật. Còn đây là giờ mình sẽ kết thúc clip đây các bạn nhá. Sáng nay là chưa xong cái diều thì nó vào nó chơi thì mình tiếp đón bình thường thoải mái, nhưng mà giờ nó định nó băm mình vậy thì mình phải kháng lại thôi. Vừa xong nó mình cầm gạch mình thấy nó cười cười, mình tưởng nó đùa cơ các bạn ạ. Còn đây là giờ mình sẽ kết thúc clip lại cho các bạn nhé.